Và xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Tiếp tục hôm nay bên mình giới thiệu với các bạn mẫu sản phẩm camera IP không dây đến từ thương hiệu Dahua và nó có tên là eMount. Với sản phẩm này thì được tích hợp trên đây một mắt camera 2 megapixel và có độ phân giải là Full HD 1080p. Hiện tại với sản phẩm này bên mình cung cấp với giá là 950.000 sẽ tặng kèm theo cho các bạn một thẻ nhớ 32GB. Thẻ nhớ tốc độ cao để đảm bảo cho các bạn sử dụng trong thời gian dài mà nó không bị vấn đề gì. Và với sản phẩm này thì sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm. Nên là nếu như mà sản phẩm có vấn đề gì thì bên mình sẽ cung cấp cái địa chỉ bảo hành cho các bạn. Các bạn chỉ việc gửi về bên phía công ty và họ sẽ bảo hành cho các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cho các bạn. Trước khi bên mình hướng dẫn cho các bạn xem cái cách sử dụng thì mình sẽ cho các bạn xem lại cái video hôm trước. Đây. Các bạn, hôm trước mình đã làm video về cái camera Yossi và HiK Vision. Thì bây giờ sẽ cho các bạn xem lại cái camera 550.000, cũng có thẻ nhớ 32GB tặng kèm, cũng là Full HD và cũng là mắt 2 mê tương tự, cũng là 360 độ xoay giống như cam này. Nhưng có điều là nó là camera giá rẻ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem trực tiếp cái camera này xem như thế nào nhé. Và chúng ta sẽ xem lại xem quá trình sử dụng trong vòng 2-3 ngày tới thì nó có vấn đề gì không. Hiện tại như các bạn đang thấy mình đang để chế độ online này. Mình sẽ quay này. Đấy, chúng ta có thể điều khiển từ xa. Đây là phía ngoài kho của bên mình. Đó, nó có thể xoay lên, xoay xuống. Chúng ta cứ điều khiển như bình thường thôi. Nói chung là đối với Yossi thì mình thấy là cái sản phẩm này giá rẻ nhưng mà nó hoạt động rất là ổn, không vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta có thể xoay thoải mái nhé. Rồi, vào phần xem lại thì chúng ta sẽ nhấn vào đây cũng giống như tương tự hôm trước mình hướng dẫn. Nhấn trở về, nhấn vào phần nội dung quay và sau đó nhấn vào cái đồng hồ này để chúng ta chọn cái thời gian xem lại. Thì như vậy là như các bạn thấy là mình đã chạy được 3 ngày này, nó lưu được ngày 27, 28 và 29. Kể cả bây giờ bấm vào ngày 27 này, chúng ta xem lại ngày 27 là cái hôm mình có quay, cái lúc mình quay video này, đấy, vẫn còn nguyên. Nghe âm thanh thì chúng ta bật âm thanh lên. Bật âm lượng to nhất luôn. Đấy. Ok, như vậy là nó hoạt động rất là ổn định. Đây mình sẽ cho lại xem lại cái ngày 28, cả ngày 28 xem. 28 này. Thì như vậy là khi các bạn xem một ngày mới thì nó sẽ cho chúng ta cái khoảng thời gian là từ 0 giờ cho đến 24 giờ của cái ngày 24 đó. Đây. Nó lưu hình rất là đầy đủ, nó không bị cắt khoảng một cái đoạn nào hết. Đó. Nếu như mà có cái phần cắt khoảng thì nó sẽ có hai nguyên nhân, một là do camera hoạt động không ổn định. Thành ra là nó cắt quãng, nó không lưu đầy đủ trong cái ngày đó, không lưu từng phút từng giây. Hai là trường hợp do thẻ nhớ không đủ mạnh để nó có thể lưu được xuyên suốt. Như vậy là như anh em thấy là bên mình vừa mới cho anh em xem một cách chi tiết nhất về cái sản phẩm lần trước nhé. Về tập trung vào sản phẩm lần này thì là eMount đến từ thương hiệu Dahua. Thương hiệu Dahua này nó đến từ Trung Quốc và được nhập khẩu phân phối bởi DSS này. Đấy. Nhà xuất khẩu là Dahua Technology. Còn nhà nhập khẩu là công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm sản xuất là 2021. Ok, bây giờ mình sẽ mở sản phẩm ra cho anh em xem cái sản phẩm bên trong và phụ kiện rồi cách sử dụng nhé. Sản phẩm đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái camera IP với chế độ có thể xoay được 360 độ và ngửa lên ngửa xuống như thế này. Anh em thấy. Một cục adapter. Đây là 5V 1A. Ba con ốc vít nở ở trong tường. Một cái đế để chúng ta gắn lên tường hoặc là lên mái tôn. Một dây nguồn. Cũng tương tự giống như những sản phẩm mà mình đã quay phía trước rồi. Cái đoạn dây này thì nó rơi vào khoảng tầm, xem nào, nó tầm 2 mét anh em ạ. Đầu tiên thì mình sẽ cấp nguồn cho sản phẩm trước. Đây, chúng ta cấp nguồn vào đây. Thì mặt sau sản phẩm nó sẽ có bao gồm là một jack cắm nguồn micro USB, một jack cắm mạng LAN. Nếu như anh em sử dụng ở gần cái cục modem wifi thì anh em nên cắm mạng LAN trực tiếp vào cái cam này để cho nó truyền tải hình ảnh tốt hơn.
Còn nếu như anh em gắn từ xa thì anh em kết nối qua Wi-Fi. Phía sau này là các cái lỗ để cho cái loa thoại phát ra ngoài. Phía sau là một số thông tin và mã QR. Rồi, chúng ta cấp nguồn vào này. Rồi, sản phẩm đi kèm theo tiếp tục là một cái miếng dán. Đúng là đồ công ty thì bao giờ nó cũng đầy đủ. Cái miếng dán này các bạn sẽ mở ra. Các bạn dán lên cái vị trí mà các bạn cần gắn cái camera. Thì nó sẽ cho chúng ta định vị cho chúng ta hai cái lỗ ốc đây. Chúng ta chỉ cần vít vào đúng cái lỗ ốc đó thì nó sẽ vừa với cái khay mà để chúng ta gắn cái camera này lên. Cuốn hướng dẫn sử dụng này thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà rất tiếc là ở trên đây nó lại không có ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta. Rồi, chúng ta để ra một bên. Đầu tiên khi các bạn khởi động lên, bật nguồn lên thì chúng ta phải lắp thẻ nhớ rồi. Và các bạn lưu ý là cái thẻ nhớ này thì bên mình sẽ lắp sẵn cho các bạn luôn để nó tiện hơn trong cái quá trình vận chuyển. Vì là cũng có một số trường hợp khách hàng về lắp cũng không biết là lắp ở đâu và lắp như thế nào. Nếu mà lắp sai nó có thể dẫn đến gãy thẻ nhớ. Như vậy là nó lại không tốt, nên là thành ra bên mình đa số là cái sản phẩm gửi đi ấy, bên mình sẽ cắm thẻ nhớ trực tiếp vào đây luôn. Về các bạn chỉ cần làm các bước cài đặt như lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bên mình sẽ ngửa lên này. Ngửa lên thì chúng ta sẽ có một cái khay thẻ nhớ đây. Chúng ta sẽ dắt thẻ nhớ vào. Ok, thẻ nhớ được gắn xong. Tiếp theo bên cạnh thẻ nhớ này, cái khay thẻ nhớ nó sẽ có một cái nút reset nằm ở đây. Thì lần đầu tiên thì chúng ta nên reset này. Có nghĩa là hàng về, các bạn nhấn cái reset này khoảng tầm 15 đến 20 giây nhé. Hàng về á, đầu tiên chúng ta phải nhấn reset cho mình. Nó tút một cái rồi đó. Chúng ta cứ nhấn đến 15-20 giây cho nó chắc nhé. Tùy từng hãng chứ không phải hãng nào cũng giống hãng nào. Giống như hôm trước mình có hướng dẫn các bạn cái Hikavision á, thì nó lại có tiếng nói, nên thành ra là chúng ta rất là dễ cài đặt. Còn đối với Dahua thì hiện tại bây giờ họ vẫn chưa tích hợp cái phần giọng nói vào đây, nên là chúng ta cũng hơi khó về cách cài đặt. Vì vậy là các bạn cứ nhấn cho mình lên 15-20 giây cho nó chắc ăn. Rồi nó sẽ khởi động lại. Và trong quá trình nó khởi động lại thì chúng ta sẽ tải phần mềm về. Các bạn lên CH Play đối với Android, các bạn tìm kiếm với từ khóa là IMOU. Đấy, các bạn nhấn tìm kiếm thì nó sẽ ra ngay cho chúng ta một cái phần mềm có tên là Imaulai. Và nó sẽ được phát triển bởi công ty Hucheng Network Technology. Các bạn nhấn cài đặt như bình thường, như những phần mềm khác. Còn đối với iOS thì các bạn vào App Store, các bạn cũng sẽ tìm cái từ khóa tương tự là IMOU. Các bạn tìm kiếm thì nó sẽ ra ngay cái phần mềm cũng có cái logo tương tự như ở bên Android là Imaulai. Các bạn nhấn vào cài đặt như bình thường. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở lên. Mở lên thì nó bắt cho chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản ở trên đây. Thì các bạn sẽ nhấn vào đăng ký này. Đó, các bạn đây là Việt Nam á, nhấn tiếp theo này. Nó bắt chúng ta phải nhập số điện thoại để cài đặt. Thì mình sẽ nhập số điện thoại, một cái số điện thoại vào đây. Mật khẩu chúng ta cần phải nhập mật khẩu vào đây. Sau khi nhập mật khẩu xong, anh em kéo lên, nhấm vào tôi đã đọc và đồng ý thỏa thuận cái chính sách của họ. Nhấn tiếp theo. Nhấn lưu. Và sau đó họ sẽ gửi về cho chúng ta một cái mã xác minh về cái số điện thoại mà các bạn đăng ký ấy. Đấy, như vậy là mã xác minh là 651596. 651596. Và các bạn nhấn tiếp theo. Đăng ký thành công. Và chúng ta sẽ nhấn vào. Cái này là đăng ký nhận bản tin. Thì theo như mình thì cái này nó không cần đăng ký đâu, không phải bây giờ đi. Vì là nhiều khi họ cứ nhắn vài cái khuyến mãi cái gì đó về nó rất là phiền. Nên là chúng ta sẽ không dùng. Kế hoạch trải nghiệm cũng như dùng sau đó đi, không dùng nữa. Rồi, đây là cái giao diện chính của sản phẩm. Trước khi sử dụng thì chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng ở trên góc phải này. Bấm vào chữ quét mã QR.
nhấn cho phép nó quay phim và chụp hình đi. Các bạn hướng cái mặt sau lên của cái camera này, sẽ có một cái mã QR nằm ở trong đây. Thì nó sẽ nhận biết mã QR. Đấy. Nó tìm ngay ra cái sản phẩm cho chúng ta là Ranger 2B. Đó. Chúng ta nhấn tiếp theo. Chúng ta, nó hỏi là cái đèn xanh này nó có nháy hay không. Thì đây, cái đèn xanh này đúng đang nháy thật. Đó. Và chúng ta sẽ nhấn tiếp theo. Nó đang tìm kiếm đấy các bạn này. Rồi, anh em sẽ nhấn vào kết nối. Anh em lưu ý nhé. Đối với camera không dây IP thì nó sẽ sử dụng bằng mạng Wi-Fi 2.4 GHz. Còn nếu như mà các cái cục Wi-Fi thông thường của nhà các bạn là của nhà mạng á, thì nó chắc chắn là 2.4. Nhưng mà nếu nhà bạn mà có cái cục Wi-Fi 5G á, thì các bạn nên chuyển đổi cái Wi-Fi. Đây, các bạn sẽ vào phần cài đặt và chuyển đổi Wi-Fi thành 2.4G nhé. Còn nếu như mặc định nhà bạn thì thôi không cần. Rồi nó sẽ tự động tìm kiếm ra cái thiết bị này này ở đây. Chúng ta nhấn vào kết nối. Rồi tiếp theo nó sẽ bảo chúng ta là nên chọn một cái địa chỉ Wi-Fi để nó kết nối. Thì mình sẽ chọn là linh kiện 789 2.4G nhé. Ok. Sau đó nó cần chúng ta phải nhập mật khẩu của cái Wi-Fi nào vào đây. Rồi, nhập mật khẩu Wi-Fi xong thì bấm lưu mật khẩu vào và chúng ta tiếp theo. Chúng ta chờ cho cái quá trình nó kết nối. Tiếp theo các bạn thấy là nó yêu cầu chúng ta nên đặt cái tên cho Wi-Fi. Chẳng hạn như cái này các bạn để ở trong phòng khách thì các bạn điền phòng khách. Nó có cho chúng ta một số cái gợi ý này. Còn nếu như các bạn muốn cái tên khác thì các bạn nhấn vào đây xóa đi. Và sau đó mình sẽ thay đổi tên thành cái tên gì đó thì tùy các bạn. Ví dụ như mình sẽ là test camera đi. Nó hỏi là có lưu trữ đám mây không thì ở đây nó cho chúng ta là miễn phí trong vòng 7 ngày hay 30 ngày gì đó. Thì chúng ta không sử dụng đám mây nhá. Có lẽ để sau đi. Rồi. Tiếp tục là bây giờ nếu như vào xem luôn thì anh em nhấn vào đây. Thì chúng ta sẽ xem trực tiếp ngay cái camera. Hiện tại nó đang ghi lưu hình của mình đấy. Ghi lưu hình. Rồi vào đây thì vào giao diện chính mà chúng ta xem là nó sẽ như thế này. Và những lần sau các bạn vào nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ thoát ra này. Đây. Đây, những lần sau các bạn vào nó sẽ là như thế này. Đó. Các bạn muốn xem luôn thì các bạn cứ nhấn vào đây là xem thực tế luôn. Rồi, cái giao diện này thì bao gồm đầu tiên là bên trái này. Cái nhấn cái nút mà chạy và nút dừng nằm đây. Tiếp theo là nút vuông đây thì nó sẽ chia ra chúng ta thành 4 camera để xem cùng lúc. Hoặc là nếu chúng ta xem cùng một cái chúng ta nhấn lên này. Hoặc là các bạn nhấp hai cái lên đây, nhấp hai cái ở đây thì nó phóng lên phóng xuống. Ở giữa có chữ SD. Thì ở nơi camera này nó sẽ có hai chế độ chúng ta, một là xem ở độ nét và hai là xem ở cái định dạng nén xuống. Ví dụ như ra ngoài anh em mà hết tốc độ cao 4G thì anh em nên nhấn vào đây để xem SD thì nó mờ hơn một chút nhưng thực tế thì chúng ta sẽ xem nó không bị giật lag. Còn nếu như mà mạng mạnh thì chúng ta cứ nhấn vào HD xem cho nó căng. Bên cạnh này có cái loa thì chúng ta nhấn vào đây. Thì nó sẽ thu cái tiếng. Đây, nó sẽ phát lên cái âm thanh mà nó thu xung quanh cái camera này. Ví dụ như ở nhà, con cái hoặc là có khách hàng hay có ai đó nói cái gì thì nó sẽ lên cái điện thoại này cho chúng ta nghe. Đó là cái chức năng cái loa này. Thêm cái nữa là bên phải này nó sẽ cái nút mở rộng thì chúng ta sẽ xem ngang màn hình để cho nó to hơn. Đấy, nhìn rất nét. Rồi, thu màn hình lại. Đây, chúng ta trở lại này. Ở đây thì sẽ có Snapshot. Cái này là chúng ta chụp ảnh này. Đấy, các bạn sẽ chụp ảnh cái hình ảnh mà hiện tại nó đang thu được và nó lưu vào trong cái điện thoại này cho các bạn luôn. Các bạn vào cái tệp xem hình ảnh là sẽ thấy. Spear này, Ticker này là có nghĩa là chúng ta sẽ nói và cái camera này nó sẽ phát ra tiếng ở nhà. Đây, cho phép ghi âm này. Alo, alo. Đấy, như vậy anh em thấy là mình nói ở đây thì cái camera này nó phát ra tiếng. Như vậy là nếu thấy con cái mà nó đi ra ngoài đường á, chúng ta muốn bảo các cháu vào nhà ấy, thì nói để các cháu ở nhà nghe thấy để mà chúng ta có thể điều khiển từ xa. Tiếp theo là Record TV. Đây là cái phần mà cũng giống như chụp ảnh này. Thay vì chúng ta chụp ảnh chúng ta lưu vào điện thoại thì chúng ta sẽ bấm vào Record.
thì nó sẽ lưu lại những hình ảnh ở trên đây, và sau đó lát nữa nó lưu vào trong cái bộ sưu tập của chúng ta, lưu trên điện thoại luôn nhé. Rồi nhấn dừng lại này, nó sẽ lưu vào trong đây. Lập hồ sơ. Lập hồ sơ này có nghĩa là chúng ta sẽ xoay, xoay phải, xoay trái. Các bạn muốn xoay về đâu thì chúng ta cứ thế mà xoay thôi. Rất là đơn giản. Và cái này nó có thể sang trái, sang phải, rồi ngửa lên, úp xuống. Đó là những tính năng của cái camera IP không dây thì hầu như cái nào nó cũng sẽ được tích hợp như vậy. Rồi, ok. Tiếp theo nữa, đây còn cái một phần nữa là lịch sử ghi. Xem lịch sử ghi. Thì trong lịch sử ghi này, mặc định nhà sản xuất nó sẽ để cho chúng ta xem ở lưu trữ đám mây nằm ở đây. Còn bây giờ, sau khi chúng ta không sử dụng đám mây thì chúng ta sẽ nhấn vào thẻ nhớ bên phải này. Thì nó sẽ ghi lại cho chúng ta những cái gì mà lúc nãy chúng ta ghi bỏ thẻ nhớ vào này. Đấy, nó đã bắt đầu ghi hình cho chúng ta từ cái lúc 9:30 này. Đó, các bạn thấy đó. Bây giờ mình nhấn tiếng này. Thấy là nó yêu cầu chúng ta tìm đặt cái tên cho wifi. Chẳng hạn như cái này các bạn để ở trong phòng khách thì các bạn để đó. Phòng khách. Cái lúc này là đó. Mình đang hướng dẫn các bạn cách thay đổi tên đấy. Thì trong khi sử dụng, nếu như anh em muốn tua nhanh ấy, thì anh em có thể nhấn vào cái chữ nhân 1, nhân 2, nhân 3, nhân 4. Thì như vậy là nó sẽ tua nhanh giống như chúng ta tua ở trên cái đầu DVD á. Giống hệt như chúng ta xem ở trên YouTube đấy. Đấy, các bạn thấy này. Bây giờ nó tua nhanh á. Mình đang tua nhân 4 này. Đó, có vẻ là các cái... Đây các bạn nhìn cái thời gian này là sẽ trôi nhanh hơn. Như vậy là đây là cái chức năng để chúng ta tua nhanh trong khi xem nhé. Rồi, ok. Và còn một phần nữa, chúng ta muốn cài đặt các thứ khác thì các bạn nhấn vào cái nút ở trên đây. Nút góc phải này. Ở trên đây nó sẽ có bao gồm là tất cả bản ghi này, lưu trữ đám mây này chúng ta không dùng đến, đừng có quan tâm đến. Tất cả bản ghi. Đó, không có, à đây, tất cả bản ghi này, vào thẻ nhớ này. Đó, thì đây là những cái đoạn video mà chúng ta lưu lại khi chúng ta nhấn vào cái chức năng mà quay phim chụp hình ấy. Rồi, cái này nói chung là không cần. Xuống dưới này thì chúng ta sẽ có một vài các cái... cài đặt. Đầu tiên là cài đặt thông báo. Thông báo là tin nhắn. Rồi, cái này bỏ qua đi. Phát hiện. Trong cái phần phát hiện này á, thì nó sẽ quay video và gửi thông báo khi phát hiện chuyển động, bật thông báo. Thì như vậy là nếu như chúng ta đặt cái chế độ phát hiện này á, thì một khi đó, nó cứ báo từ nãy cho mình này. Phát hiện người này, phát hiện người test wifi này. Đó. Nó sẽ phát hiện thấy cái người chuyển động ở trong cái khu vực đó. Ví dụ như các bạn mà đi ví dụ như các bạn đi làm ở công ty đi, các bạn đi làm từ lúc 7 giờ cho đến 11 giờ hoặc là 7 giờ đến 17 giờ cả ngày không có ai ở nhà cả, thì chúng ta nên cài đặt cái chế độ phát hiện chuyển động. Thì trong cái khu vực hình ảnh mà nó thu được, nếu như có người chuyển động trong đó, nó sẽ gửi ngay cho chúng ta một cái video là đã phát hiện thấy người chuyển động ở đây. Đây, ở đây các bạn thấy là thực tế là nó đang thông báo cho mình này. Chúng ta chỉ nhấn vào đây luôn là chúng ta sẽ xem được cái đoạn phát hiện chuyển động là cái đoạn gì. Đấy. Đó là cái phần phát hiện con người này này. Phát hiện chuyển động khác mà phát hiện con người là khác. Chuyển động chẳng hạn như con chó, con mèo hay là cái cây hay là cái lá cờ hay cái gì đó nó chuyển động thì nó đều lưu lại. Còn phát hiện con người thì nó chỉ quay những cái hình ảnh liên quan đến con người nó gửi cho chúng ta. Rồi. Đây, và tiếp theo nữa có một chức năng là theo dõi thông minh. Nếu như anh em nhấn cái nút chức năng này vào thì bất cứ có chuyển động nào di chuyển đi, di chuyển lại thì nó sẽ theo dõi theo cái chuyển động đó. Chẳng hạn như bây giờ mình để cái tay mình ở đây nhá. Mình di chuyển đi này. Đây, anh em chờ mình một chút nha. Đó, nó cho xoay theo nhưng mà nó hơi chậm một chút. Rồi, lịch phát hiện. Lịch phát hiện thì chúng ta sẽ cài đặt cho nó là khoảng thời gian của thứ hai, thứ ba, thứ tư là phát hiện từ thời gian nào cho đến thời gian nào. Cái này nó rất là hay cái đoạn đó. Các bạn có thể cài đặt được là mình muốn phát hiện trong thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ chẳng hạn. Còn những khung giờ khác thì nó không phát hiện, nó không gửi tin nhắn cho chúng ta nữa. Rồi, trở lại này. Đó, lúc nãy mình đang di chuyển đấy, thành ra là nó đang xoay theo đấy. Rồi, đó là lịch phát hiện. Tiếp tục là độ nhạy chuyển động. Chẳng hạn như bây giờ nó chuyển động một chút thôi, độ nhạy bao nhiêu thì các bạn cứ cài bấy nhiêu. Mắc lên thì chỉ cần khẽ thôi cái là nó cũng đã xoay theo rồi. Đấy. Khẽ thôi là nó xoay theo rồi. Nếu mà chuyển động nhanh quá trước mặt nó thì cũng hơi lâu đấy. Thường thường nhà sản xuất để mặc định là 3. Vùng hoạt động chung. Vùng hoạt động thì chẳng hạn như bây giờ các bạn muốn cái khung hình nó phát hiện là nằm ở một cái khu vực
của cái này. Đây. Ví dụ như chúng ta chỉ muốn nó phát hiện trong khu vực này thôi thì các bạn chọn cái khu vực đó. Còn nếu như không muốn thì chúng ta chỉ chọn tất cả. Nếu như mà mặc định á, thì nó sẽ chọn tất cả các khung hình này. Còn bình thường thì chúng ta có thể là cài đặt cho nó những cái vùng, chẳng hạn như mình cái két sắt nằm ở khu vực này thôi, lại không cần phải vùng khác nữa, đúng không ạ? Đó là tùy theo từng trường hợp các bạn sử dụng. Cái này nó rất là thông minh và rất là nhiều các tính năng khác nhau. Đó là cái phần phát hiện. Âm thanh cảnh báo. Rồi, cái này bỏ qua. Âm thanh báo động bất thường. Rồi cái này thích thì các bạn cứ bật lên cho nó an toàn. Có cái vấn đề gì nó cảm thấy là giống như người mà đang đi rón rén vào trong nó cũng phát hiện ha. Rồi lưu trữ đám mây bỏ qua, lưu trữ cục bộ. Quy tắc lưu trữ, cái này rất là quan trọng này. Lưu video này thì nó sẽ cho chúng ta xem là lưu ở độ nét cao hay là lưu ở chất lượng tiêu chuẩn là chất lượng thường đấy. Thì chúng ta cứ cho nét cao đi. Căn bản là cái camera chúng ta là nó dùng để xem lại mà. Mà xem lại mà nó không nét thì nó cũng là vứt đi, đúng không ạ? Còn xem trực tiếp là nó chuyện khác rồi. Tiếp theo là lịch, ghi theo lịch trình. Bật xem là cái gì nào. Thời gian lưu trữ. À, cái này nó cũng tương tự như lúc nãy là theo dõi chuyển động đấy. À, các bạn không muốn nó lưu vào trong ban đêm chẳng hạn thì chúng ta sẽ tắt đi, chúng ta cài đặt cho nó lưu ban ngày thôi. Còn nếu như muốn lưu 24/24 giờ thì chúng ta tắt đi là nó lưu 24/24 giờ. Xuống tiếp theo đây là chế độ riêng tư, cái này bỏ qua. Âm thanh, cái này chia sẻ thiết bị. Chia sẻ thiết bị này là một cái rất hay này. Ví dụ như các bạn muốn cho cái người sử dụng điện thoại, vợ chồng con cái thì 4-5 cái điện thoại khác nhau muốn xem cái video này hoặc là xem cái camera này, chúng ta nhấn vào dấu cộng thêm thì cái người, ví dụ như cái người thứ hai, người ta cũng đăng ký một cái tài khoản như lúc nãy mình nói cái lúc ban đầu, cái khi chúng ta cài đặt phần mềm đó, cái người đấy người ta sẽ đăng ký bằng số điện thoại, người ta đăng ký tài khoản bằng số điện thoại người ta, con đăng ký bằng số điện thoại của con, mà ông bà đăng ký bằng số điện thoại của ông bà, thì các bạn nhập cái số điện thoại cái người đó vào đây và sau đó các bạn nhấn tiếp tục và cứ thế mà chúng ta thêm cho cái người đó vào để dùng thêm 4-5 người hay chục người cũng được, không vấn đề gì. Và ở trong cái phần thêm người sử dụng này, nó có thêm cái phần phân quyền. Chúng ta phân quyền cho cái người đó xem không, hay là cho cái người đó xem cả lịch sử, hay là cho cái người đó có thể chỉnh sửa được cả camera. Thì cái đó các bạn hoàn toàn có thể phân quyền ở trong đó. Nó rất là hay. Tiếp tục phần thêm này, thì ở đây có đèn hồng ngoại, thì chắc chắn là LED hồng ngoại chúng ta sẽ cho nó tự động rồi. Ban đêm nó tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đèn LED trạng thái, tiếng bíp, ok. Xoay hình ảnh 180 độ. Trong trường hợp nếu ví dụ như anh em mà để đứng camera này thì chúng ta không cần phải sử dụng cái tính năng xoay hình ảnh nữa. Nhưng nếu trong trường hợp anh em mà để ngửa lên như thế này mà gắn lên trên mái tôn hoặc là gắn lên trần nhà thì bắt buộc anh em phải bấm vào xoay hình ảnh. Thì như vậy là cái hình ảnh chúng ta sẽ lật ngược lại để chúng ta xem cho nó đúng theo cái chiều của hình ảnh nó thu lại. Còn không thì bây giờ đang để đứng này thì thôi, chúng ta tắt đi. Tiếp theo ở dưới đây thì anh em thấy là có múi giờ. Múi giờ thì ở đây mặc định thì nó là cộng 7 rồi. Nếu như mà nó không cộng 7 thì anh em nên vào đây để thiết lập nó thành cộng 7 nhá. Thì nó sẽ đúng với cái múi giờ chúng ta. Rồi trở lại. Định dạng ngày. Định dạng ngày thì hiện tại bây giờ mặc định của nhà sản xuất nó là tháng, ngày, năm tháng ngày. Thì chúng ta muốn thay đổi thì các bạn sẽ chuyển sang ngày tháng năm nhá. Rồi ok. Như vậy là nó lưu định dạng lại chúng ta. Khởi động lại thiết bị rồi ok. Như vậy là tất cả những cái phần mà chúng ta cần cài đặt ở trong đây nó đã có sẵn như vậy rồi. Rồi như vậy là ngày hôm nay bên mình có giới thiệu với các bạn sản phẩm đến từ Dahua, có tên là Imao. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại ở trên màn hình video. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.